xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh tin tức Hương Kali. Thì hôm nay Hương muốn chia sẻ một cái tin mà đáng chú ý bây giờ liên quan đến ca sĩ Thủy Tiên. Thì chương trình đối diện của đài VTV1, Thủy Tiên bị chỉ mặt hai lần với nhiều ẩn ý. Lần thứ nhất, hình ảnh một cô ca sĩ xuất hiện kèm rất nhiều comment ủng hộ cô ta, xúc phạm, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của nhà nước. Thì thậm chí VTV đã đưa thẳng hình ảnh chụp màn hình của cô ca sĩ này đi kèm với gạch chéo. Nó cho thấy điều gì? Đó là sự nhắc nhở hành vi của cô ca sĩ và ekip của cô ấy. Giữ lại các comment xấu, gỡ bỏ các comment trái ý, tăng bốc bản thân quá cao, đi vào con đường đối đầu với chính quyền để thu về hiệu quả truyền thông, đánh bóng tên tuổi. Vô hình chung, cô ấy, ekip của cô ấy đã tự mình chọn vào vị trí đối lập, đang làm thay và làm tốt hơn công việc của nhà nước. Lần thứ hai, cô ca sĩ được nhắc kèm với các trang báo phản động như là VOA, RFA, BBC tiếng Việt, v.v. Những tờ báo đã khen ngợi cô ấy hết lời và so sánh vai trò của cô với nhà nước, cho rằng cô được dân tin tưởng hơn là tin tưởng nhà nước. Vấn đề cặp này đã ở mức độ cao hơn. Chính cô ấy, ekip của cô ấy cùng các FC, nhóm fan mà cô ta dung túng đã tạo cơ hội cho các đối tượng phản động khơi dòng nước đục, công kích chính quyền, đòi theo cô ấy xây dựng xã hội dân sự, âm mưu diễn biến hòa bình. Sự nhắc nhở này của VTV đã không còn đơn giản ở phạm vi từ thiện nữa, nghiêm trọng hơn đã mất đe dọa an ninh đất nước. Và ở cuối chương trình, khi tri ân các tấm lòng của nhân dân cả nước chung tay hướng về miền Trung, mặc dù thu về 170 tỷ từ thiện đáng lẽ ra phải được nhắc đến đầu tiên, nhưng cô ta không có một giây được nhắc đến. Ý gì thì chắc các bạn đã hiểu. Chốt lại, ở vị thế đại quốc gia, chương trình này của VTV đã đánh trúng và chắc hẳn ai đó sẽ có một ngày sinh nhật không bao giờ quên. Một trang tin dùng luận điệu xuyên tạc để bôi nhọ chống phá nhà nước, lợi dụng chuyện cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp nhiều kẻ chống phá đã gây chia rẽ, lời lẽ xuyên tạc chuyện cán bộ địa phương ăn bớt, ăn chặn hàng hóa, tiền cứu trợ của dân. Đây là hành động không thể chấp nhận được. Chương trình đối diện tháng 11 với chủ đề ngăn chặn luận điệu xuyên tạc về đất nước lên sóng vào lúc 20:10 ngày 25 tháng 11 trên VTV1 đã phản ánh rõ tình hình. Theo đó, rất nhiều hình ảnh dẫn chứng liên quan được đưa ra. Điều đáng chú ý, đối diện tháng 11 đã nhắc đến trường hợp của vợ chồng công binh Thủy Tiên, lợi dụng việc họ kêu gọi được số tiền hơn 150 tỷ đồng, nhiều phần tử xấu đã bôi nhọ cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị và xã hội. Nhà văn Nguyễn Văn Thọ đã bày tỏ quan điểm trong chương trình: chị Thủy Tiên đi làm việc từ thiện như thế, huy động được số tiền lớn như thế thì rất phù hợp với chủ trương của đảng và nhà nước. Nhà nước rất ủng hộ việc đó nên đã tạo mọi điều kiện cho Thủy Tiên. Nhưng từ đó mà kêu gọi chỉ đóng góp cho cá nhân thôi thì lại là hành vi cực kỳ nham hiểm. Ông Hình, nguyên cán bộ ban cơ yếu chính phủ, đảng và nhà nước đã huy động tất cả hàng ngàn tỷ đồng, hàng ngàn tấn gạo cho các tỉnh miền Trung. Nhưng thực tế các đối tượng đó có nhìn thấy hay không? Ảnh chụp lời lẽ của các kẻ chống phá để nhắc đến tên Thủy Tiên trên mạng xã hội hoặc trong fan club của nữ ca sĩ cũng được chia sẻ trong đối diện tháng 11. Tất cả lời lẽ đó vẫn được rất nhiều like và không bị xóa trong thời gian dài. Bên cạnh đó, chương trình đối diện tháng 11 còn nhắc đến tình trạng các trang phản động giả mạo đã tung tin giả trên mạng xã hội. Ví dụ điển hình là việc lấy hình ảnh cậu bé bị ngã vào ruộng lấm lem, bùn đất để chứng minh hậu quả của lũ lụt miền Trung. Tuy nhiên, sự thật đó là hình ảnh của một cậu bé ở Trung Quốc. Nhiều người vì không biết đã chia sẻ lại gây hoang mang cho dư luận. Chương trình đối diện cũng nhấn mạnh việc đảng, nhà nước và các cơ quan luôn sát cánh bên người dân miền Trung, có hành động kịp thời để khắc phục hậu quả sau bão lũ. Hình ảnh những người chiến sĩ không quản nguy hiểm, lấm lem bùn đất cứu người, sửa sang nhà cửa, đường xá gây xúc động mạnh. Thậm chí có nhiều cán bộ chiến sĩ đã ngã xuống trong quá trình cứu hộ cứu nạn, thì khiến nhiều người dân cả nước xót xa. Thì chương trình đối diện tháng 11 được dư luận rất là quan tâm. Cộng đồng mạng đồng tình với những quan điểm mà chương trình đưa ra, ủng hộ việc kiên quyết chống lại các luận điệu kích động chống phá đảng và nhà nước. Thủy Tiên bị chỉ mặt hai lần với nhiều ẩn ý. Lần thứ nhất, hình ảnh một cô ca sĩ xuất hiện kèm rất nhiều comment ủng hộ cô ta, xúc phạm, bôi nhọ và hạ thấp uy tín của nhà nước. Thì thậm chí VTV đã đưa thẳng hình ảnh chụp màn hình của cô ca sĩ này đi kèm với gạch chéo. Nó cho thấy điều gì? Đó là sự nhắc nhở hành vi của cô ca sĩ và ekip của cô ấy. Giữ lại các comment xấu, gỡ bỏ các comment trái ý, tăng bốc bản thân quá cao, đi vào con đường đối đầu với chính quyền để thu về hiệu quả truyền thông, đánh bóng tên tuổi. Vô hình chung,
Cô ấy, ekip của cô ấy đã tự mình chọn vào vị trí đối lập, đang làm thay và làm tốt hơn công việc của nhà nước. Lần thứ hai, cô ca sĩ được nhắc kèm với các trang báo phản động như là VOA, RFR, BBC tiếng Việt, v.v. Những tờ báo đã khen ngợi cô ấy hết lời và so sánh vai trò của cô với nhà nước, cho rằng cô được dân tin tưởng hơn là tin tưởng nhà nước. Vấn đề cặp này đã ở mức độ cao hơn. Chính cô ấy ekip của cái cùng các FC nhóm fan mà cô ta dung túng đã tạo cơ hội cho các đối tượng phản động khơi dòng nước đục, công kích chính quyền, đòi theo cô ấy xây dựng xã hội dân sự, âm mưu diễn biến hòa bình. Sự nhắc nhở này của VTV đã không còn đơn giản ở phạm vi từ thiện nữa, nghiêm trọng hơn đã mất đe dọa an ninh đất nước. Và ở cuối chương trình, khi tri ân các tấm lòng của nhân dân cả nước chung tay hướng về miền Trung, mặc dù thu về 170 tỷ từ thiện đáng lẽ ra phải được nhắc đến đầu tiên, nhưng cô ta không có một giây được nhắc đến. Ý gì thì chắc các bạn đã hiểu. Chốt lại, ở vị thế đại quốc gia, chương trình này của VTV đã đánh trúng, và chắc hẳn ai đó sẽ có một ngày sinh nhật không bao giờ quên. Thì đó là cái tin tức hôm nay Hương muốn chia sẻ với mọi người. Thực tại thì trước giờ, trong cái đợt mà mưa lũ miền Trung, bão lũ này, thì cái việc từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên đã rất là nổi trội trong cái những cái tin tức mà gần đây nhất. Và thực hư câu chuyện nó thế nào thì có lẽ mọi người theo dõi nhìn tin tức cũng có thể biết được là sự việc. Và Hương cũng ông không có muốn tranh cãi nhiều hay là có một những ý trái chiều, chỉ là mình chia sẻ cái thông tin hôm nay hay nhân cái ngày sinh nhật của ca sĩ Thủy Tiên mà là gặp một vấn đề về cái chương trình đối diện như vậy, thì liệu sẽ có những cái gì xảy ra. Thì Hương cảm ơn mọi người đã theo dõi video hôm nay của Hương. Hẹn gặp lại mọi người vào video lần sau. Xin chào tạm biệt. Bye bye.